vị chắc hẳn là nhiều người trong quý vị đã được xem qua, được nghe nói về những loại thực phẩm kỵ nhau và không nên ăn cùng, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu như nói chúng không chỉ kỵ nhau mà nếu ăn cùng thì sẽ gây tử vong, thì không biết quý vị và anh Minh Phương có tin không ạ? Tin thì cũng không tin 100% đâu, nhưng mà khi thật sự khi mà sau khi đọc được những cái dẫn chứng của nhiều trang mạng thì cũng khiến cho Minh Phương nghi ngại chút xíu và không dám ăn chung thật sự như vậy. Đúng là như vậy, và đây chắc chắn cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Và để lý giải thực hư về những cặp thực phẩm được nhiều trang mạng đồn đoán ăn cùng sẽ chết này là như thế nào, mấy anh và Minh Phương xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trứng vịt kết hợp với tỏi gây ngộ độc. Gan heo xào giá đỗ gây ngộ độc. Bò bò đại kỵ với người mang thai. Mật ong kết hợp với sữa đậu nành gây chết người. Trứng ngỗng kết hợp với tỏi cũng gây chết người. Và hàng trăm loại thực phẩm được đồn đoán nếu ăn cùng không chết thì cũng nhập viện. Những lời đồn đoán thất thiệt trên các trang mạng xã hội với mục đích mua vui, gây sự chú ý và chủ yếu là để câu view. Điều này đang trực tiếp làm ảnh hưởng đến bữa ăn gia đình và quá trình nạp dinh dưỡng vào cơ thể. Thậm chí để tăng phần thuyết phục, nhiều người viết còn sáng tác những bài hát, bài thơ về các thực phẩm kỵ nhau. Chính những lời đồn đoán thất thiệt như thế này đang gây hoang mang dư luận, khiến không ít người sợ miệng không dám ăn. Nói chung là nhiều người, người ta cũng nói là mấy cái món nó ăn không phù hợp, cũng về ngộ độc cho nên người ta cũng không có dám mua. Nhưng mà về nói về mấy món đồ đó, cô rất là tin. Cô coi trên mạng, cô xem qua hết. Thì cái nào phù hợp thì cô mua, còn không phù hợp thì cô không mua. Là mật ong á, không nói mình không nên ăn với đậu hũ, không nên uống với sữa đậu nành. Thì có thể là nó làm cho mình khó thở là phải đi cấp cứu ngay, chứ không tôi là nguy hiểm đó. Cô đọc những cái thông tin đó là ở báo cũng có, mà ở trên mạng xã hội cũng có. Theo cô thì cái thông tin nó cũng đáng tin cậy lắm, tại vì cô cũng có thấy là một hai người cũng bị rồi. Theo chuyên gia an toàn thực phẩm khi dùng vào gây ngộ độc tử vong thì không còn gọi là thực phẩm. Thế nên thực phẩm là những gì mà chúng ta có thể ăn được, giúp chúng ta bổ sung chất dinh dưỡng và nuôi cơ thể. Thực tế, thực phẩm nếu được chế biến không đúng cách, từ nguồn nguyên liệu kém chất lượng hay xào nấu chưa đủ chín, có thể gây nên những biểu hiện ngộ độc cấp như buồn nôn, khó chịu. Tuy nhiên, những nguy hại chết người khi kết hợp các thực phẩm như trên mạng xã hội đồn đoán là không có cơ sở. Thì nói chung là thí dụ như là đồn người ta nói là ăn cà chua có thể trứng thì nó lại gây, có thể là gây cho mình nôn, ngộ độc thực phẩm hay là tử vong vân vân. Thì thật ra không phải vậy, mình đâu cũng đã ăn trứng chiên với cà chua rồi cũng chẳng có vấn đề gì hết, miễn làm sao mình chiên trứng cho nó thật chín. Chỉ có điều là khi chúng ta kết hợp một số cái thực phẩm mà nó có nhiều chất khoáng và một số thực phẩm mà nó có nhiều vitamin C, thì có khi là chất khoáng nó sẽ làm cho oxy hóa cái vitamin C, thì nó làm giảm cái hàm lượng vitamin C trong đó thì thôi. Theo các bác sĩ, nhiều trang mạng cho rằng bo bo đại kỵ với người mang thai. Tuy nhiên thực tế, đây lại là loại thực phẩm có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa và rất có lợi cho người đang mang bầu. Tương tự dưa hấu, dùng giải nhiệt rất tốt và không hề gây hại gì khi ăn với thịt dê như đồn đoán. Thực tế, cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh và khẳng định các cặp thực phẩm kỵ nhau sẽ có khả năng sinh độc. Còn khi mà chúng ta kết hợp cái này với cái khác mà nó gây nên cái rủi ro này, gây nên cái ngộ độc mà có thể đến chết người, thì hoàn toàn là chưa có trường hợp nào có thể xảy ra như thế. Chỉ có là một số cái thực phẩm như là chúng ta đã nói trên đó, là nó có một số cái yếu tố mà nó gây mình gọi là kháng dinh dưỡng, tức là nó sẽ làm cho mình bị khó tiêu, làm cho mình có cảm giác nôn nao khó chịu thôi. Thì cái đó chúng ta nên trân trọng trong quá trình chúng ta chế biến. Còn mà kết hợp cái này với cái kia mà nó sẽ gây nên ngộ độc, nó gây này kia là hoàn toàn là không có cơ sở khoa học, và trên thực tế mình cũng chưa có ghi nhận được trường hợp nào nó là như thế hết. Chế độ ăn uống hàng ngày phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, bột, đường, đạm, béo và các loại vitamin mới cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể để có sức khỏe tốt. Không nên nghe theo lời đồn thổi thiếu cơ sở khoa học mà kiêng cữ trong ăn uống, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì thế, người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn với những thông tin trên mạng, nên chọn lọc những kiến thức bổ ích nhưng có cơ sở khoa học và ý kiến của những người có chuyên môn, thay vì những lời đồn vô căn cứ.